Chỉ là quan hệ hôn nhân là bộ phim nguồn tình cưới trước yêu sau với sự tham gia diễn chính của Vương Tử Kỳ và Dịch Bách Thần. Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Khế ước hôn nhân chớp nhoáng của Tổng Tài, nội dung bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy trắc trở của Cố Hề Hề và chàng công tử nhà giàu Doãn Tư Thân. Cố Hề Hề bỏ tiền mua những chiếc váy cưới thời trang cao cấp của Alex cho khách hàng của mình, sau đó trà trộn vào buổi tiệc chiêu đãi riêng tư và lấy cơ hội làm quen với chàng công tử nhà giàu đẹp trai Doãn Tư Thân. Ông chủ đến nói chuyện với Alex để đàm phán hợp tác kinh doanh, khiến Cố Hề Hề bị đẩy vào tình huống dở khóc dở cười. Để duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với Alex, Cố Hề Hề buộc phải ký kết hợp đồng hôn nhân với Doãn Tư Thân, trở thành vợ chồng với chàng thiếu gia này, nhưng chỉ trên danh nghĩa chứ không hề có tình yêu. Mãi tới sau này, trải qua muôn vàn trắc trở, cả hai mới dần có tình cảm với đối phương và có một cuộc sống hôn nhân thật sự hạnh phúc. Kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.